và cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi của anh chị, đặc biệt là những câu hỏi mà bây giờ mình xuất hóa đơn chưa ở đó mà mình đợi một thời gian mình mới đi đóng thuế thì mình có bị phạt không, đúng chuẩn là bao nhiêu ngày và phạt bao nhiêu tiền. Thì theo em tìm hiểu thì theo thông tư 58/2020 của Bộ Công an anh chị, thì trường hợp mà trong vòng 30 ngày anh chị mua xe xuất hóa đơn là phải đi ra các cơ quan nhà nước đóng thuế trước bạ và cấp biển số. Trường hợp quá số ngày này thì mình sẽ bị phạt tiền. Dạ, xin yêu hẹn anh chị, cũng rất lâu rồi thì mới có dịp gặp lại anh chị. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ cùng với anh chị tiếp tục thảo luận về mức giảm lệ phí trước bạ của chính phủ ở thời gian sắp tới. Nói về chương trình giảm lệ phí trước bạ thì đây là cái clip thứ 3 em đã lên cùng với anh chị thảo luận rồi. Nhưng mà ở clip này thì thông tin hầu như nó đã chính xác hơn và đâu đó khoảng tầm 7-80% rồi. Vào ngày 6 tháng 6 thì cả hai bài báo lớn đồng loạt đưa tin. Thứ nhất là về trang zin.vn anh chị, thì họ viết với cái tiêu đề là khách hàng mua xe ở tháng 6 nhưng mà khoan chưa vội bấm số để đợi cái thuế trước bạ của chính phủ. Và trong bài báo này thì họ có đề cập đến là ở cuối tháng 5 này thì Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. Nếu giảm thì sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây, tức là đâu đó khả năng rất cao là sẽ được áp dụng vào 6 tháng cuối năm. Thời gian thì đâu đó cái chu kỳ nó khoảng tầm 6 tháng, giống như là 3 đợt giảm thuế trước bạ là lần trước. Nếu mà được giảm nữa thì lần này là lần thứ tư. Bài báo thứ hai đó là một trang báo cũng khá là lớn anh chị, báo VTC News. Thì trong cái báo này thì họ có trích một cái đoạn báo cáo của Phó Thủ tướng nêu rằng ngay trong tháng 6 này thì chính phủ sẽ ban hành cái nghị định giảm lệ phí trước bạ dành cho xe ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước để hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Ngay tháng 6 năm 2024, chính phủ sẽ ban hành nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, giảm tỷ lệ trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, giảm tiền thuế đất mặt nước, các nhiều loại phí lệ phí khác để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Một thông tin cũng khá là hay, cũng khá là vui mừng. Đây cũng là một cái niềm vui, một cái niềm hy vọng lê lé để mong rằng sắp tới đợt giảm thuế trước bạ lần thứ tư sẽ được áp dụng để anh chị có thể mua được chiếc xe có mức giá hợp lý nhất và xe tụi em bán được xe cũng có thể sinh sống qua ngày để duy trì chỉ tiêu. Dạ anh chị. Và sau khi mà có cái thông tin, hầu như mình cũng có cái chút hy vọng về giảm thuế rồi, thì tiếp theo mình sẽ làm những gì để khi mà anh chị mua xe mình sẽ được hưởng lợi nhất, để hưởng cái ưu đãi kép, tức là vừa lấy khuyến mãi của đại lý và vừa lấy khuyến mãi của chính phủ. Thì hiện tại khi mà áp dụng cái chương trình giảm thuế thì chỉ dành cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước thôi. Ví dụ như Honda, em thì có Honda City nè, hay là Honda CR-V 3 phiên bản máy xăng thì là lắp ráp trong nước thì sẽ được áp dụng. Còn với những dòng xe nhập khẩu như là BRV nhập Indo nè, HRV nhập Thái, Civic nhập Thái hay là CR-V xăng điện nhập Thái thì sẽ không được hưởng cái phần thuế trước bạ này của chính phủ. Chỉ giảm cho mấy ông lắp ráp trong nước để kích cầu sản xuất mà thôi. Đấy, thì với City thời điểm hiện tại, chương trình khuyến mãi đang giảm cho anh chị 37 triệu tiền mặt tặng 1 năm bảo hiểm thân xe, quy đổi khoảng tầm 6 triệu, thì mức giảm tiền mặt ở đó nó khoảng tầm 43 triệu ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra tặng dán phim, tặng cảm biến lùi, tặng lót cốp, tặng camera hành trình. Với Honda City bây giờ hiện tại lăn bánh chỉ từ 638 triệu cho bản rẻ, bản cao cấp nhất ở tỉnh, khoảng tầm 618 triệu cho bản L là bản giữa, và đâu đó khoảng tầm 590 triệu dành cho City phiên bản G là bản thấp nhất mà thôi. Thì nếu như mức giá này mà trong tháng 6 anh chị đặt cọc thanh toán đủ 100% giá xe trong tháng 6, đợi qua tháng 7 nếu như chính phủ giảm thuế thì anh chị sẽ được giảm đâu đó gần 30 triệu nữa. Thì với bản RS lăn bánh ở tỉnh bây giờ thì đâu đó khoảng tầm 607, 608 triệu mà thôi. Trường hợp là anh chị phải thanh toán trong tháng này và giữ để đó, xuất hóa đơn để đó rồi qua tháng 7 nếu như nhà nước có giảm thuế thì mình đi đăng ký. Còn nếu như không giảm thuế thì mình vẫn lăn bánh là khoảng tầm 638 triệu và tặng đầy đủ phụ kiện. Và cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi của anh chị, đặc biệt là những câu hỏi mà bây giờ mình xuất hóa đơn chưa ở đó mà mình đợi một thời gian mình mới đi đóng thuế thì mình có bị phạt không, đúng chuẩn là bao nhiêu ngày và phạt bao nhiêu tiền. Thì theo em tìm hiểu thì theo thông tư 58/2020 của Bộ Công an anh chị, thì trường hợp mà trong vòng 30 ngày anh chị mua xe xuất hóa đơn là phải đi ra các cơ quan nhà nước đóng thuế trước bạ và cấp biển số. Trường hợp quá số ngày này thì mình sẽ bị phạt tiền. Phạt số tiền phạt đâu đó khoảng tầm 0,05% nhân cho cái số tiền thuế mà anh chị đóng một ngày nha. Ví dụ như theo em hiểu thì nếu mà đóng thuế 60 triệu mà quá 30 ngày anh chị mới đi đóng thuế thì một ngày thì mình sẽ bị phạt khoảng tầm 30.000. 0,05% một ngày tính theo cái tiền thuế trước bạ mà anh chị chậm nộp. Đó, rõ ràng với cái thông tin này thì anh chị có thể tự tin hơn ở trong tháng 6. Nếu như mình mua xe thanh toán đủ 100%, mình tự tin có thể để đó đợi qua
4 tay 5 tay tháng 7 mình coi thuế như thế nào rồi mình hãy tiến hành làm thủ tục anh chị ha. Vậy thì ở thời điểm hiện tại với mức giá lăn bánh cho 3 phiên bản của City, ngay cả năm nay là bản RS, bản cao cấp nhất, lăn bánh ở tỉnh bao gồm tất cả chi phí tặng đầy đủ phụ kiện chỉ từ 637 triệu. Bản L là bản cận cao cấp, bản giữa anh chị thì lăn bánh ở khoảng tầm 617. Và bản thấp nhất ở thời điểm hiện tại, City phiên bản G thì chỉ từ 587 triệu mà thôi. Thì nếu như trường hợp anh chị thanh toán trong tháng này, qua tháng 7 trường hợp mà nhà nước giảm 50% lệ phí trước bạ, thì bây giờ lăn bánh bản RS ở tỉnh chỉ từ 607 triệu. Bản giữa thì anh chị đâu đó giảm 20 triệu nữa thì nó khoảng tầm 587. Và bản G, bản thấp nhất chỉ từ 557 triệu. Vậy thì với số tiền lăn bánh đã bỏ ra, khi chọn City cả 3 phiên bản này, anh chị sẽ nhận được những gì? Liệu những option này nó có ngon hơn hay là thua thiệt so với những đối thủ còn lại trong phần cùng phân khúc sedan cỡ B? Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị trước về cái Honda City bản RS. Đây là phiên bản cao cấp nhất. Đây, những cái phiên bản cao cấp hay là phiên bản thấp thì nó đều dùng chung về động cơ khung gầm và về thông số kỹ thuật, về chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Về kể cả về cảm giác lái luôn, nó có khác thì nó chỉ khác đôi chút thôi anh chị. Còn về các tính năng, đặc biệt về giá trị cốt lõi của Honda ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là với Honda Việt Nam, thì tất cả các phiên bản, kể cả phiên bản thấp nhất, thì họ đều được trang bị cái tính năng Honda Sensing. Tính năng tự động phanh khi gặp nguy hiểm, tự động đánh lái giữ làn đường, tự động bám đuôi giữ khoảng cách với xe phía trước, tự động chuyển đèn cốt pha, tự động họ cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển, kể cả City bản G 500 mấy chục triệu vẫn có. Và tất nhiên là bản RS này nó vẫn có đầy đủ rồi. Và riêng bản RS này thì anh chị sẽ còn tải thêm cái ứng dụng là Honda Connect. Mình có thể điều khiển xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, khóa xe, mở xe, đề máy từ xa, định vị xe từ xa trên ứng dụng Honda Connect trên điện thoại di động, không giới hạn khoảng cách. Ví dụ như anh chị ở showroom Honda Long An, anh chị có thể điều khiển chiếc xe ở Sài Gòn và điều khiển chiếc xe ở Hà Nội được. Miễn là mình có 3G, 4G, có Wi-Fi là mình điều khiển được. Rồi, với bản RS này thì anh chị sẽ nhìn thấy là nó đặc trưng về cụm đèn. Nó sẽ được trang bị là cụm đèn full LED, đèn xi nhan cũng là một cái mí LED, ca lăng sơn đen, và phía dưới cái cản trước được trang bị hai cái đèn gầm. Dạ, còn hai phiên bản thấp hơn thì nó chỉ được trang bị đèn bi halogen, bi xenon thôi. Và nó là ánh sáng vàng, còn bản RS nó là ánh sáng trắng, ánh sáng LED. Và đặc biệt là hai phiên bản thấp hơn thì sẽ không được trang bị cái đèn gầm. Dạ, không được trang bị đèn sương mù. Phần cặp đèn gầm này anh chỉ có thể độ loại xịn luôn khoảng tầm 5 triệu một cặp. Tại vì giờ đăng kiểm thì anh chị được miễn 3 năm đầu rồi, thì anh chị cứ độ thôi. Hết 3 năm thì mình tính sau. Và khả năng thì hình như độ đèn gầm thì giờ đã đăng kiểm, nó thông qua rồi anh chị. Bản RS thì nó sẽ khác hai phiên bản còn lại nữa là về cái bộ body kit. Trước đây thì anh chị có thể nhìn thấy nó có hai cái giống như cái răng nanh vậy đó. Và ở bên hai cái lườn xe và ở cốp sau thì nó sẽ trang bị thêm một cái miếng ốp. Khi mà anh chị nhìn tổng quan cái xe này nó sẽ hầm hố hơn, nó sẽ thể thao hơn. Còn hai phiên bản thấp hơn thì nó sẽ hướng đến cái gì đó nó hơi sang trọng và kiểu nó sẽ thanh lịch hơn một tí. Bản RS thì nhìn nó hơi quậy, nó hơi thể thao, nhưng mà nhìn nó rất là cân đối, ra dáng một dòng xe, một mẫu xe cao cấp nhất của Honda City ở thời điểm hiện tại. Logo RS màu đỏ ở đây tượng trưng. Bản RS sẽ được trang bị la răng 16 inch, bản L cũng trang bị 16 inch, nhưng mà bản L thì nó sẽ không được mà sơn xám giống này đâu anh chị, nó chỉ là cái màu chrome thôi, màu nhôm á. Còn cái này là được sơn màu xám khói rồi, nhìn nó cũng rất là đẹp mắt, kết hợp với lớp Yokohama. Riêng bản G, bản thấp nhất thì nó chỉ được trang bị bánh 15 inch, nhỏ hơn 1 inch. Và về phanh thì City mới này nó đã được nâng cấp 4 phanh đĩa, nhưng mà chỉ được nâng cấp trên bản L là bản giữa và bản RS, bản cao cấp thôi. Còn bản thấp nhất City phiên bản G thì hai phanh sau vẫn còn là phanh tang chống, còn là phanh đùm. Thì bản RS này thì anh chị mình có thể mua, mình dư giả hay là mình thích quá thì mình có thể mua bản RS. Với bản L mà lăn bánh nếu như giảm thuế còn 587 triệu thì em nghĩ là City phiên bản L sẽ sau này nếu giảm thuế thì sẽ rất thích hợp cho những anh chị khách hàng nào mà mua xe về chạy dịch vụ, đặc biệt là những anh mà nhà xe đó, thì mình mua bản L là quá ok. Còn bản G thì dành cho những trường hợp mà theo em, thì anh chị nào mình tài chính mình ráng giữ lắm tới bản G thì mình mua bản G thôi. Chứ mà thực sự bản G thì nó cắt cũng hơi nhiều option. Dạ, tiếp theo thì em sẽ đi với anh chị tiếp. Về phần thân xe thì nó cũng tương tự, nó cũng giống nhau, cũng na ná vậy thôi anh chị. Nhưng mà đuôi xe thì bản RS thì tiếp tục nó sẽ được trang bị thêm một cái chi tiết thể thao nữa, đó là về cái cánh lướt gió, cái đuôi vịt liền thân được sơn màu đen. Dạ. Rồi, vẫn có camera lùi đầy đủ. Nhưng mà cam này thì nó đã rất là sắc nét, nó đã nâng cấp lên rồi. 16,7 triệu màu. Dạ, và rất sắc nét anh chị. Cam lùi của City đời mới này nó sẽ khác rất nhiều so với City đời trước, City 2021. Nội thất thì với bản RS thì nó sẽ được trang bị ghế bọc da. Bản L bây giờ cũng bọc da ghế luôn rồi. Chỉ có bản G là ghế nỉ thôi anh chị ha. Nếu như từ ghế nỉ mà bọc lên ghế da một bộ thì nó khoảng tầm 5 triệu tư ở đại lý. Ghế thì bây giờ chỉ là ghế chỉnh cơ thôi, chứ trong phân khúc này em chưa thấy xe nào có chỉnh điện cả.
Dạ, kể cả Civic phiên bản G lăn bánh gần 800 triệu mà vẫn còn ghế chỉnh cơ. Rồi, vô lăng thì vẫn có đầy đủ lẫy số vô lăng, màn hình giải trí 8 inch và đều có 8 loa. Tuy nhiên, cái bản thấp nhất là bản G thì nó chỉ có 4 loa mà thôi. Dạ, chìa khóa thì vẫn có đề máy từ xa. Trên bản L bây giờ cũng đã có nâng cấp đề nổ từ xa rồi. RS thì cũng có đề nổ từ xa, G thì không có đề nổ. Dạ, túi khí thì G với L là 4 túi, còn bản RS thì nó sẽ có 6 túi khí. Dạ, đó là về em đi nhanh với anh chị về cái xe City. Với mức giá đó, với tầm tiền đó thì chọn City có hợp lý hay không? Theo em thì nó quá hợp lý anh chị. Một mẫu xe rất đẹp ở thời điểm hiện tại. Rồi, và trên đây thì em cũng cập nhật với anh chị về cái thông tin giảm thuế trước bạ, cập nhật về mức giá lăn bánh mới nhất trong tháng 6 của Honda City. Và với mức giá lăn bánh đó thì City sẽ mang lại cho anh chị những gì? Trường hợp anh chị mình ở xa showroom hay là ở bất kỳ ở cái tỉnh, cái huyện nào xa xôi mà không có điều kiện đến showroom thì anh chị cứ nhắn, gọi vào số hotline em để trên màn hình. Em sẽ chạy cái xe City lấy thử bản RS tới tận nhà hỗ trợ cho anh chị. Hỗ trợ anh chị trải nghiệm, anh chị có thể mua hoặc không mua cũng không sao, chứ không phải mặc định chạy tới nhà là anh chị sẽ mua nha. Nên là anh chị cứ tự nhiên, cứ muốn trải nghiệm thì cứ gọi cho em sẽ hỗ trợ cho anh chị hết mình. Về mức mua xe trả góp thì thời điểm hiện tại lăn bánh, nếu mà lăn bánh mức khoảng 638 triệu thì trả góp đâu đó khoảng tầm 182 triệu là mình có thể nhận xe. Còn trường hợp sau này nhà nước mà giảm 50% lệ phí trước bạ thì mức trả góp nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nếu như nhà nước giảm thuế thì chỉ cần trả trước bản RS khoảng tầm 153 triệu là anh có thể chạy cái City bản RS sản xuất 2024 về nhà rồi. Xe thì xe sản xuất 2024 chứ không còn xe 2023 nữa anh chị nha. Rồi, và clip này cũng rất lâu rồi thì em mới làm clip lại để gặp anh chị. Vì thời gian gần đây thì may mắn anh chị ủng hộ em cũng tương đối, cũng like rai xe nên là cũng không có thời gian ra clip. Rất mong thời gian tới thì anh chị vẫn sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cái chỉ tiêu cho em Hải. Kính chúc anh chị Vinh thật nhiều sức khỏe, bình an. Đừng quên bấm like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ cho em nha. Còn ngay bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.